Đây nhá, các bạn đang xem cái vườn hoa lý lùn nhá. Lý lùn của mình rất là nhiều. Đấy, năm nay lý rất đẹp. Đấy, các bạn có thể nhìn này. Mình cho các bạn xem nhé, một chậu 3 cây. Mỗi một cây có từ 3 tai trở lên, đặc thù cái này có đến lại là 5 tai này. Đấy, nhìn thấy chưa? Đấy, cái loại này thì chỉ vài hôm nữa thôi là có thể là bắt đầu nó sẽ nở những bông hoa đầu tiên rồi. Nó rất là đẹp. Trời tiết thoải mái. Ly cao ly lùn đều có hết nhé. Cái này thì một số thì đã có người đặt trước rồi, số lượng thì cũng chỉ có giới hạn thôi. Để các bạn nào đặt sớm thì sẽ được những chậu hoa ly mới, mình sẽ chọn cho những chậu hoa đẹp hơn. Còn bạn nào mà muộn và chậm chân thì mình cũng xin lỗi là không thể đặt, chứ không thể phục vụ hết được các bạn nhé, tại vì số lượng nó cũng chỉ có giới hạn thôi. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Bên kia là lún tulip. Đấy. Đấy, tulip đấy. Vừa nãy thì mình cho các bạn xem ở trong cái clip vừa nãy là ở trong trong buồng lạnh. Đấy. Sau khi tulip từ buồng lạnh ra là phải nhìn nha. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Lá củ rất là to, sai to, nhìn rõ là mình đặt cho bạn xem. Đấy, khóa này. Đó. Sợ bằng cái thử khóa xe ô tô nào chưa? Lá củ này loại loại sai to, bông rất là cao. Nhưng mà vài hôm nữa khi mà nó lên đẹp rồi thì mình sẽ trở lại đây, mình sẽ quay cho các bạn xem. Mà thường thì như thế này là các bạn có thể là đem về và bắt đầu bán được rồi. Đấy, chỉ để như này là mấy hôm nữa Tết nó sẽ nở ra. Và hoa nó sẽ đẹp như là cái hình mình sẽ cho các bạn xem. Cái hình của năm ngoái. Năm nay năm 2019 rồi. Chắc chắn nó sẽ đẹp hơn năm 2018 thì thời tiết này nó sẽ đẹp hơn năm ngoái. Năm ngoái ở tầm này thì thời tiết vẫn còn nắng rất là to và hoa thì nó sẽ không, tức là cái giống hoa tulip này thì thường phải lạnh thì nó mới bông nó mới to mà búp to ngông sai, còn nếu mà nóng quá thì nó thường nó rất là nhanh nhưng mà là cái búp bông nhỏ. Năm nay với thời tiết như thế này thì rất là thích hợp cho việc mà mình ươm. Đấy, các bạn nhìn đây đây nhá, các bạn có nhu cầu đặt đặt hàng gì hoặc là lẻ số lượng lớn thì vui lòng liên hệ theo cái thông tin ở phía dưới clip này nhé. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong một ngày gần nhất.